Hãng tin RT dẫn thông cáo từ tòa án quận Basmani thuộc Moscow viết rằng nghi phạm thứ 10 bị bắt vì liên quan tới vụ khủng bố đêm 22 tháng 3. Tên là Yusuf Zoda, Jakub Joni, quốc tịch Tajikistan. Dự kiến, người này sẽ bị giam giữ cho tới ngày 22 tháng 5 về cáo buộc tham gia tổ chức hành vi khủng bố. Theo cơ quan thực thi pháp luật Nga, nghi phạm thứ 10 này được cho là đã chuyển tiền cho những kẻ thực hiện vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall. Theo thông cáo, đối tượng Yusup Zoda vài ngày trước khi vụ khủng bố xảy ra được cho là đã thực hiện việc chuyển tiền cho một trong các nghi phạm. Sau thời điểm tối 22 tháng 3, Yusup Zoda lại chuyển thêm một khoản tiền nữa cho một nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công. Cũng theo thông tin từ cơ quan này, Yusup Zoda đã có vợ và ba con. Trong lúc bị cảnh sát Nga bắt giữ vào tuần trước, đối tượng có hành vi chống đối và từ chối cung cấp các giấy tờ tùy thân. Số liệu cập nhật mới nhất từ giới chức Nga cho biết. Vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City Hall tối 22 tháng 3 đã khiến ít nhất 144 người thiệt mạng và hơn 550 người bị thương. Trước đó, theo thông cáo hôm 1 tháng 4 từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, các đặc vụ của họ đã ngăn chặn kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố ở nơi công cộng của 4 công dân nước ngoài tại thành phố Kapis thuộc Dagestan. Chúng tôi cũng xác định những đối tượng bị bắt liên quan trực tiếp tới việc tài trợ và cung cấp các công cụ khủng bố cho nhóm người thực hiện vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall hôm 22 tháng 3 ở ngoại ô Moscow, thông cáo viết. FSB sau đó nói rằng một thành viên thuộc nhóm khủng bố trong quá trình thẩm vấn khai rằng bản thân đã mang một số vũ khí từ Makakala tới thành phố Mistichi nằm gần thủ đô Moscow cho những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tôi đã mang vũ khí cho những người thực hiện vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moscow. Tôi đã mang số vũ khí đó từ Makakala tới thành phố Mistichi. Tôi chỉ cung cấp cho họ tiền và vũ khí. Đối tượng bị FSB bắt giữ khai, đồng thời thừa nhận bản thân sở hữu hai khẩu súng trường tấn công AK và 460 viên đạn được các nhân viên an ninh tìm thấy trong căn hộ của anh ta.